Cuộc sống là vô thường. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đã có đôi ba lần nghe đến hai chữ vô thường hoặc đời là vô thường. Nhưng để hiểu rõ tường tận về nó thì không phải ai cũng biết. Vậy, ngày hôm nay, Ngẫm Đời xin được gửi tới quý vị và các bạn triết lý nhân sinh về đời là vô thường. Cuộc sống không có điều gì là tồn tại mãi mãi với ta. Tình cảm ư, tiền bạc ư, thời gian ư, có thể luôn nắm giữ được những điều tốt đẹp trong tay không? Vô thường có nghĩa là không có gì có thể tồn tại mãi mãi. Có những điều bạn tưởng ra rất quan trọng, nhưng thực ra đều là vô thường. Ví như thân vô thường, sinh lão bệnh tử, bệnh tật, tai nạn, bất thường luôn xảy ra. Vô thường, lòng tin dễ lung lay, lý tưởng cũng dễ thay đổi. Thời gian vô thường, đời người thật ngắn ngủi, để rồi thoáng chốc hiểu ra một điều, được sống thanh thản, hưởng trọn niềm yêu thương là điều quý giá. Tiền bạc vô thường, chúng ta ra đời với bàn tay trắng và ra đi cũng vậy. Dù cuộc sống có giàu sang phú quý cỡ nào, khi chết rồi cũng chẳng thể mang theo. Vô thường có nghĩa là không có gì thường xuyên và trường tồn mãi mãi. Tấm thân con người là vô thường. Quy luật sinh lão bệnh tử là quy luật muôn thuở của mỗi con người. Tai nạn, bệnh tật, bất thường ập đến. Cuộc đời con người cũng vậy. Nay còn mai mất, không ai có thể đoán trước được điều gì. Kiếp người ngắn ngủi, vạn vật vô thường biến ảo, như đám mây lơ lửng giữa bầu trời hợp tan, để trong lòng chúng ta biết bao lo âu, nuối tiếc và sợ hãi. Sau chuỗi thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua, cho đến khi tử thần gõ cửa ra đi, để lại cho kẻ khóc, tiễn người đi nghìn thu vĩnh biệt. Tất cả những gì trong thế gian đã là biến đổi, hư hoại, đều là vô thường. Vậy, vô thường có nghĩa là không thường, không bền chắc. Từ trạng thái này biến đổi qua trạng thái khác và tan hoại theo định luật thành trụ hoại không hay sinh trụ dị diệt. Ví dụ như một làn sóng khi mới nhô lên gọi là thành hay sanh, khi nhô lên cao nhất gọi là trụ, khi hạ dần xuống gọi là hoại hay dị, khi tan rã thì gọi là không hay diệt. Như vậy, tất cả sự vật trong vũ trụ, từ nhỏ như hạt cát đến lớn như trăng sao, đều phải tuân theo bốn giai đoạn đó cả, nên gọi là vô thường. 1. Thân vô thường. Nói đến thân vô thường, nó sanh diệt từng giây phút, và rồi sâu chủ thời gian sẽ âm thầm đưa đẩy chúng ta dần dần vào cõi chết. Theo như thực tế khoa học ngày nay đã chứng minh rằng các tế bào trong cơ thể con người luôn luôn thay đổi, làm cho chúng ta mau lớn, chóng già rồi chết. Cái thân của con người như tuyết gá cành cây, xương đầu ngọn cỏ, mới thấy đó rồi lại mất đó. Tất cả không ai thoát khỏi cảnh sanh già bệnh chết. Từ khi còn nằm trong bụng mẹ đã khổ rồi. Bốn bên bao bọc đen tối, chẳng khác nào như chốn ngục tù đầy nhơ ấy. Đến lúc chào đời, cho đến khi trưởng thành, trải qua không biết bao nhiêu bệnh hoạn, tai nạn, ưu sầu, khổ não, lúc nào cũng rình rập bên mình. Tuổi về chiều lại còn khổ hơn, nào là da nhăn, tóc bạc, má hớp, răng rụng, thân thể gầy yếu, đi đứng khó khăn, đau ốm triền miên, khổ không tả xiết, lần hồi bước vào cõi chết. Mà khi tự giả cõi đời tạm bợ, ta chỉ theo đường tội phước. Nói đến cái chết, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương kể rằng, thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài cho gọi chư tỳ kheo đến và hỏi: mạng người sống được bao lâu? Vị thứ nhất thưa rằng: bạch Thế Tôn, mạng người sống được 100 năm. Vị thứ hai nói sống được 70 năm. Còn vị thứ ba nói rằng chỉ sống được vài ngày. Sau cùng,
có một vị đứng lên thưa rằng: Bạch Thế Tôn, mạng người sống trong vòng hơi thở. Phật khen rằng: Ông đã hiểu và nói như vậy mới thật là người giác ngộ. Thân ta vay mượn các duyên bên ngoài để sống còn. Khi duyên hết thì tan rã. Khi vô thường đến mới biết mình trong mơ. Vạn vật đều vô thường. Duy chỉ còn lại nghiệp lành hay dữ theo mình mà thôi. Lại có một câu chuyện của Phật giáo kể rằng, thời xưa ở Ấn Độ trong thành Xá Vệ có một ông phú hộ. Khổ nỗi phú quý không được vẹn toàn nên gia tài tuy kết xù, nhưng tuổi đã gần 50 mà trong nhà chưa có tiếng trẻ khóc. Vì thế ông đi cầu tự khắp nơi. Quả nhiên trời xanh không phụ lòng người có chí. Chẳng bao lâu phu nhân hoài thai và 10 tháng sau sinh hạ được một cậu bé bụ bẩm trắng trẻo. Hai vợ chồng mừng rỡ vô hạn. Cha mẹ già sinh con muộn nên đứa bé là con vàng con ngọc của họ. Ngày nó đầy tháng, họ bèn mời rất đông quyến thuộc đến nhà uống rượu mừng, thật là nhộn nhịp vô cùng. Đứa bé may mắn ấy lớn lên trong tình thương yêu trìu mến của cha mẹ. Năm cậu 20 tuổi thì kết duyên với một cô gái xinh đẹp trong làng. Hai vợ chồng trẻ thương nhau đầm thắm và cha mẹ cậu cũng rất đẹp lòng. Nhưng trong đời, người không sướng 3 năm, hoa không nở 3 tháng. Tai họa đã giáng xuống gia đình đang an vui êm ấm ấy. Một ngày xuân đẹp trời, gió hiu hiu thổi, trăm hoa nở rộ. Cặp vợ chồng son cùng nhau đi dạo trong khu vườn sau nhà. Trong lúc chuyện trò dưới gốc cây vô ưu, người vợ trẻ bỗng thấy một đóa hoa đang nụ sắp nở trên một cành cây, bèn nũng nịu bảo chồng. Phu quân yêu dấu, chẳng có thể hái đóa hoa sắp nở kia xuống cho thiếp được không? Nghe người vợ thân yêu ngỏ lời yêu cầu, người chồng đương nhiên vội vàng trèo lên cây hái hoa cho nàng. Nhưng khi chàng vừa đưa tay lên về phía đóa hoa, thì vô phúc thay, có âm thanh răng rắc của tiếng cây gãy. Trong thoáng chốc, người và cành hợp thành một khối mà rơi xuống. Vừa chạm đất thì tính mệnh của người chồng cũng không còn. Tai nạn xảy ra quá đột ngột, khiến cho người vợ trẻ kinh hoàng, ngất xỉu. Khi hai vợ chồng phú hộ nghe tin bất hạnh này, họ không thể nào tin được đó là sự thật. Đứa con trai của họ mới thấy mặt đây còn khỏe mạnh, sinh động thì làm sao bây giờ để có thể trở thành một cái xác không hồn được. Nhưng sự thật hiển nhiên trước mắt, làm sao có thể không tin. Hai vợ chồng già hoảng kinh, đau khổ, còn người vợ trẻ thì tuyệt vọng, muốn tự vẫn theo chồng. Ai biết chuyện cũng phải rơi lệ thương cảm cho họ. Mai sau, chính lúc đó, Đức Phật đi ngang qua ngôi làng này để giáo hóa. Khi biết được tin này, Ngài bèn tìm đến nhà ông phú hộ, an ủi một cách vô cùng từ bi. Đời người trên thế gian, có sinh tức phải có tử, có thịnh thì phải có suy, không ai có thể làm khác được. Trong cõi thế giới ta bà này, không làm sao có chuyện có sống mà không có chết. Không có sức người nào có thể đi ngược lại dòng sinh tử. Con của ông bà chết đi không phải là do trời quyết định, cũng không phải do ai làm hại. Cậu ấy sống là do vì các nhân duyên hòa hợp lại. Cậu ấy chết là do vì các nhân duyên phân tán đi. Thế thôi. Giống như một người lữ hành, không biết lúc nào đến và không biết lúc nào đi. Ông bà không nên quá thương tâm, hãy để cho tâm trí thư giãn một chút. Nhưng những thánh ngôn chí lý của Đức Phật, người phàm phu ngu si không lãnh hội được hoàn toàn. Con người luôn luôn thấy rằng con cá nào mình câu hụt cũng vĩ đại, đứa con nào yếu mệnh cũng thông minh và ông chồng nào chết sớm cũng chung tình. Vì thế, Đức Phật bèn dùng phương tiện nói với họ rằng: Được rồi, ông bà đừng buồn khóc nữa, ta sẽ cứu sống con của ông bà. Nghe hai chữ cứu sống, hai vợ chồng già mừng rỡ khấu đầu quỳ xuống đất lại tạ. Đức Phật đỡ hai người dậy mà nói:
cứu sống cậu ấy thì không có gì khó. Chỉ có điều phải đến nhà nào chưa từng có người chết để thắp ba cây hương thì mới có kết quả. Vì muốn cho đứa con đã chết được sống trở lại, hai vợ chồng già bèn chia nhau đi tìm. Nhưng trên thế gian, tìm ở đâu ra nhà nào chưa từng có người chết? Hai người đành tuyệt vọng cúi đầu trở về. Đức Phật lại thuyết giảng cho họ nghe. Hai người phải hiểu cho rõ, làm người trong thế gian này, có sinh thì phải có tử. Thương yêu nhau, ai hơn mẹ với con? Gần gũi nhau, ai hơn vợ với chồng? Thế mà có được sống vĩnh viễn với nhau đâu? Người nào tráng kiện tới mấy, mạnh khỏe tới mấy, rồi cũng có ngày phải chết. Nếu hôm nay con trai ông bà không chết, thì tương lai cũng có lúc đôi bên phải chia lìa. Lời của Đức Phật vừa hé mở cánh cửa trí huệ của hai vợ chồng già. Cuối cùng họ giác ngộ rằng, ở thế gian chuyện gì cũng vô thường, nên họ không còn quá bi lụy nữa. 2. Tâm vô thường. Thân đã vô thường, nhưng tâm có vô thường không? Nói đến cái tâm, nó sanh diệt vô thường còn hơn cái thân rất nhiều. Nó sanh diệt rất nhanh, từng niệm từng sát na. Hễ đối cảnh là sinh tâm vui buồn, thương ghét, giận hờn. Có một câu chuyện cổ kể rằng, một ông già giàu có chết đi để lại hai con trai. Trong một thời gian, hai người con tiếp tục sống chung dưới một mái nhà theo truyền thống Ấn Độ. Rồi họ bắt đầu cãi nhau và quyết định tách ra sống riêng, chia đều của cải. Nhưng sau đó, họ tìm thấy một chiếc hộp nhỏ mà cha họ đã cất giấu cẩn thận. Họ mở ra và thấy hai chiếc nhẫn bên trong. Một chiếc nhẫn nạm kim cương quý giá và một chiếc bằng bạc chỉ đáng giá vài ba đồng. Thấy chiếc nhẫn kim cương, người anh nổi lòng tham nên nói với người em. Theo anh, chiếc nhẫn này không phải do cha mua mà là của gia bảo truyền lại từ tổ tiên. Vì vậy, cha mới cất riêng nó ra. Và vì nó đã được lưu truyền từ nhiều đời trong gia đình, nó phải được tiếp tục lưu giữ cho thế hệ tương lai. Do đó, anh giữ nó vì anh là con trưởng. Em nên lấy chiếc nhẫn bạc. Người em mỉm cười và nói, được, anh hãy vui với chiếc nhẫn kim cương, còn em sẽ vui với chiếc nhẫn bạc. Hai người đeo nhẫn vào tay rồi đường ai nấy đi. Người em tự nghĩ, cái nhẫn kim cương quý giá cha giữ lại là điều dễ hiểu, nhưng tại sao cha lại giữ chiếc nhẫn bạc tầm thường này? Anh ta quan sát chiếc nhẫn kỹ lưỡng và thấy một hàng chữ khắc trên đó. Điều này cũng sẽ thay đổi. Ồ, đây là câu thần chú của cha ta. Điều này cũng sẽ thay đổi. Anh đeo lại chiếc nhẫn vào ngón tay. Cả hai anh em đều phải đương đầu với những thăng trầm của cuộc đời. Khi mùa xuân tới, người anh cảm thấy phấn khởi đến tột độ, nên tâm mất đi sự quân bình. Khi mùa thu và mùa đông tới, anh lại xuống tinh thần, và như thế tâm cũng mất quân bình. Tâm anh căng thẳng và huyết áp lên cao. Ban đêm không ngủ được, anh bắt đầu dùng thuốc ngủ, thuốc an thần và những thứ thuốc mạnh hơn nữa. Sau cùng, anh tới giai đoạn phải chữa chạy bằng cách chạy điện. Đó là người anh với chiếc nhẫn kim cương. Về phần người em với chiếc nhẫn bạc, khi mùa xuân tới, anh ta vui hưởng và không trốn chạy. Anh ta vui thích, nhưng nhìn vào chiếc nhẫn và nhớ, điều này cũng sẽ thay đổi. Và khi thời tiết thay đổi, anh có thể mỉm cười và nói, à, ta đã biết là sẽ thay đổi, và rồi đã thay đổi, thế thì có sao đâu. Khi mùa thu và mùa đông tới, anh lại nhìn vào chiếc nhẫn và nhớ, điều này cũng sẽ thay đổi. Anh ta không khóc lóc vì biết rằng điều này sẽ thay đổi. Và đúng vậy, thời tiết thay đổi và qua đi. Đối với tất cả những thăng trầm của cuộc đời, anh biết rằng chẳng có gì vĩnh viễn. Tất cả đều đến để rồi qua đi. Tâm anh không mất quân bình và anh sống một cuộc sống an bình, hạnh phúc. Đó là người em
với chiếc nhẫn bạc. Con người lúc thì hồi tưởng về quá khứ để nuối tiếc, khi thì mơ mộng đến tương lai, bồn chồn lo lắng trong hiện tại, không có lúc nào được yên. Nó thay đổi không ngừng, nhấp nhô như sóng biển, nên Đức Phật gọi là tâm viên ý mã, ví như khỉ chuyền cành, ngựa chạy rong. Phàm phu làm chấp tâm mình là thật mà gây không biết bao nhiêu lỗi lầm, nào là độc đoán, cố chấp, tự hào, khoe khoang hay hăm dọa, nói rằng tánh tôi hay nóng lắm, xin đừng đụng chạm tới tôi. Cái tánh sân si, hung hăng xấu ác như vậy mà không biết sửa đổi, còn đi nói ra, thật là mê muội. Tâm vô thường hay bị xáo trộn, nó len lỏi vào cuộc sống của từng người, cho dù xuất gia hay tại gia. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: người trí canh giữ tâm như phòng hộ thành quách, tự tâm mình cũng phải nên phòng hộ như thế, dầu chỉ một giây phút cũng chớ nên mung lung, tức thời liền sa đọa. Vậy phòng hộ tâm là sao? Là chúng ta phải nhiếp phục sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Kinh A Hàm, Đức Phật đưa ra 11 phương pháp tu tập để cho tâm được an lạc, giải thoát. Tự mình là thiện tri thức, thân cận gần gũi thiện hữu tri thức để học hỏi những điều hay lẽ phải. Phải giữ gìn giới cấm, thấu nhiếp oai nghi, phòng hộ các căn, dẫu cho thấy một lỗi nhỏ cũng canh cánh lo sợ. Điều thiện chưa sanh thì làm cho nó sanh, điều thiện đã sanh làm cho nó tăng trưởng, điều ác chưa sanh thì đừng cho nó sanh, điều ác đã sanh rồi thì phải đoạn trừ. Không nên tụ tập bàn nói những điều nhảm nhí vô ích, phi pháp. Mỗi khi nói ra phải như pháp mà nói, lúc nào cũng ca ngợi tán thán hạnh thiểu dục tri túc, nói về giới, định tuệ, giải thoát tri kiến. Quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thị khổ, quán sổ tức, tu tâm từ, tu vô thường tưởng. Tóm lại, vạn pháp đều do tâm tạo. Phàm trong khi tác ý, muốn làm việc gì, cần phải lấy trí huệ, tư duy phán xét. Nếu như việc nói năng hay hành động đó đem lại lợi ích cho mình và cho người, thì nỗ lực làm. Còn nếu đem tới thiệt hại cả hai, hoặc lợi mình mà hại người, thì phải đoạn trừ. Muốn cho có trí huệ sáng suốt, điều quan trọng là tâm phải thanh tịnh, tự mình là thiện tri thức và phải gần gũi người lành, cố gắng giữ giới, phòng hộ các căn. Khi nói ra, phải như pháp mà nói lời đạo đức, tích cực, làm việc thiện. Quán thân mình là nhơ bẩn, vật chất là giả tạm, tâm không thật. Khi nói ra, phải như pháp mà nói lời đạo đức, tích cực làm việc thiện. Quán thân mình là nhơ bẩn, vật chất là giả tạm, tâm không thật, pháp chỉ là phương tiện. Có nghĩa là thấy biết tất cả mà không bị ô nhiễm vướng mắc trụ chấp, đó là tâm chân thường, chân lạc, tự tại giải thoát. Đây là phương pháp nhiếp tâm để duy trì chánh niệm, phản tỉnh thanh lọc, làm cho tâm được trong sạch thanh tịnh. Động, tịnh, khổ, vui, những môi trường, hoàn cảnh xung quanh chúng ta, tốt hay xấu, đều do tâm tạo ra mọi cảnh ngộ. 3. Hoàn cảnh vô thường. Như ta cũng từng thấy và chứng kiến, có không biết bao nhiêu cảnh vinh nhục, sang hèn, được mất, hơn thua, cứ tiếp tục diễn ra trước mắt. Nào là nhà lầu, xe hơi, của cải vật chất đầy rương đi chăng nữa, nhưng chỉ cần một trận động đất, thiên tai hỏa hoạn, bão tố, lũ lụt hay trải qua một trận binh biến cũng trở thành những đống tro tàn, gạch vụn vùi sâu xuống lòng đất. Truyện cổ kể rằng thành Phương Xá là một khu đất hình lòng chảo nằm trên núi cao, bốn phía có vườn tược bao quanh, cây cối rậm rạp, khí hậu ôn hòa ấm cúng, quốc thái dân an, phong điều vũ thuận.
Vua của vương quốc này là A Xà Thế, vốn tin Phật, thương dân, trị nước đúng cách, rất được lòng người. Trong vương quốc có nhà một ông đại phú hộ, kho vàng đầy ắp, tiền tài nhiều không ai sánh bằng. Nhưng hai vợ chồng cưới nhau đã lâu mà không có được một đứa con nào. Vì thế, hai người đi cầu thần linh, xem bói toán khắp nơi, lại siêng làm việc thiện, bố thí để cầu xin một đứa con trai. Cuối cùng, trời không phụ lòng người. Tới một năm kia thì hạ sinh một cậu quý tử trắng trẻo bụ bẩm. Đứa bé này sinh ra thật không giống người thường, không biết kiếp trước đã gieo trồng phước đức gì mà các đầu ngón tay của cậu đều phóng ra ánh sáng cắt tường, sáng như mặt trời mặt trăng. Vì đầu ngón tay của cậu phóng ra ánh sáng, có thể làm tan biến được bóng tối, nên cậu được đặt tên là Đăng Chỉ, đèn trên ngón tay. Không những Đăng Chỉ có ngón tay phóng ra ánh sáng, mà tướng mạo cũng thanh tú đẹp đẽ, khiến cha mẹ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, mời rất nhiều thầy tướng số đến xem tướng cho con. Trong số các vị thầy này, có một người tên là Khổ Tu. Nhìn tướng của Đăng Chỉ xong, nói với ông phú hộ rằng: "Tôi thấy tướng đứa bé này lớn lên, không giống người thường, tương lai chắc chắn sẽ là thánh nhân." Ông phú hộ nghe thấy, mừng rỡ không kể xiết, nên lúc Đăng Chỉ đầy tháng, ông lập đàn bố thí rất lớn trong suốt 7 ngày. Hai vợ chồng nguyện hồi hướng công đức bố thí này cho tương lai con trai được nhiều sự tốt đẹp hơn. Tin phú ông lập đàn bố thí chỉ trong vòng một ngày là được loan truyền đi khắp cả nước. Ai ai cũng khen ngợi tán thán. Nhà vua nghe được tin này cũng vui mừng khôn xiết. Sai sứ thần đến nhà phú hộ bảo muốn triệu Đăng Chỉ vào cung cho vua gặp, và vua ban cho phú hộ rất nhiều trân bảo trước khi cho phép ông đưa con về nhà. Ngày tháng qua mau, Đăng Chỉ lớn lên và thành người trong sự yêu thương chiều chuộng của cha mẹ. Năm cậu 20 tuổi, cha mẹ cậu chọn cho cậu một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối và cử hành hôn lễ. Hai vợ chồng ăn ở với nhau rất hạnh phúc. Họ sống một cuộc sống phú quý, vinh hoa với tiền muôn bạc triệu, nô tỳ tùy tùng, nhà cửa, quần áo đầy đủ. Cả ngày đắm mình trong hoang lạc nên quên hẳn những sầu lo của kiếp người. Thế rồi, không bao lâu sau, cha mẹ cậu là những người thương yêu cậu nhất cùng theo nhau mà nhóm bệnh và qua đời. Từ trước tới nay, Đăng Chỉ chẳng bao giờ biết lo việc nhà. Lúc ấy, cậu không biết cách nào mà cai quản gia nghiệp, lại còn quen thói coi tiền như cỏ rác, rượu chè phóng đãng, cho nên tài sản trong nhà nhanh chóng sa sút. Tuy hoàn cảnh ngày càng khó khăn, nhưng Đăng Chỉ không hề lo lắng chút nào. Một hôm, trong một buổi lễ lớn cử hành hàng năm, có rất nhiều thanh thiếu niên công tử tham gia. Thôi thì, quần là áo lược, rượu thịt ê hề, vui đùa thỏa thích. Lần ấy, dĩ nhiên Đăng Chỉ không ra ngoài lệ. Cậu cũng gia nhập vào đoàn người náo nhiệt và cũng quay cuồng múa hát ăn chơi không hề kiềm chế. Trong lúc Đăng Chỉ dự tiệc vui tìm lạc thú, thì ở nhà, vợ cậu bỏ về nhà bố mẹ. Căn nhà thênh thang không ai trông coi, bọn nô tỳ và người làm thấy tài sản thì động lòng tham, mở cửa kho, còn lại bao nhiêu tiền tài bảo vật lấy hết sạch. Ngay cả dụng cụ quần áo trong nhà cũng đem đi luôn, không chừa lại thứ gì. Cậu buồn bã thở than mà cũng không ai ngó ngàng tới cậu. Chính người vợ mà cậu yêu thương nhất cũng chán ghét cậu mà bỏ đi rồi. Đến lúc ấy, cậu mới tiếc là tại sao lúc trước mình không làm người tốt, không lo cậu học. Bây giờ không có một năng khiếu nào hết, mà gia tài cha mẹ đã khổ công tạo lập, nay cũng không giữ được. Kho vựa sạch trơn, chỉ còn có bốn vách nhà trơ trọi. Cậu một mình một thân, không có cơm ăn áo mặc, đói lạnh dày vò. Đăng Chỉ luôn lạc thành kẻ ăn xin. Bạn bè thân hữu không còn ai lai vãng. Họ hàng bà con cũng cắt đứt mọi liên hệ với cậu. Gặp cậu không còn ai tươi cười chào hỏi,
ai cũng quay đi hay lánh xa, hoặc xua hoặc đuổi. Hoàn cảnh bi thảm ấy khiến cho Đăng Chỉ cảm thấy được sự nhạt nhẽo của cuộc sống, nhưng cậu cũng không thể không miễn cưỡng tiếp tục cuộc sống ấy. Cuối cùng, để kiếm ăn, cậu tìm được một việc làm, đó là đi phát tử thi mướn. Đó là một công việc chẳng ai muốn làm, và cậu làm việc ấy cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi. Có một lần, Đăng Chỉ phát một tử thi đến một ngôi mộ hoang, tính bỏ tử thi xuống, thì lạ thay, tử thi ấy bỗng nhiên ôm cứng lấy cậu. Cậu hết sức bình sinh hất tử thi ra, nhưng tử thi lại càng ôm chặt hơn nữa, không chịu lơi tay, như thể đã bị đóng đinh vào lưng của cậu vậy. Đăng Chỉ sợ cuốn cả người, tự mình không thoát ra được, nên chỉ biết chạy đi kiếm người giúp đỡ. Đến thôn Chiên Đà La, cậu la lên cầu cứu, nhưng cậu bị mọi người vì cho đó là điều xui xẻo. Không còn cách nào nữa, Đăng Chỉ chỉ còn biết cõng tử thi về lại nhà cũ của mình. Lạ thay, vừa mới bước vào cổng nhà thì tử thi cũng tự động rơi xuống đất. Đăng Chỉ chú ý nhìn kỹ tử thi, thì quái lạ, trong bàn tay nắm lại của cái thây cứng đờ kia có một thứ ánh sáng kim hoàng sáng chói phát ra. Đăng Chỉ vui mừng nhấc bàn tay ấy lên xem. Lúc đó cậu không còn sợ hãi nữa. Thì ra bàn tay ấy nắm một khối vàng không biết từ bao giờ. Đăng Chỉ không còn để ý đấy là một tử thi hay là một cái gì đáng sợ, bèn lấy một con dao nhỏ gỡ vàng ra. Nhưng vừa mới gỡ khối vàng này xuống thì có một khối vàng khác xuất hiện trở lại trong tay tử thi. Cứ thế, cậu gỡ thì vàng hiện, hiện rồi lại gỡ. Chẳng bao lâu đã có một đống vàng lớn trước mặt. Đăng Chỉ quá đỗi vui mừng, bèn tu sửa lại nhà cửa vườn tược vốn đã bị bỏ hoang từ lâu, nay trở thành huy hoàng tráng lệ. Trong kho, tiền bạc cũng chất đầy trở lại như núi. Có tiền rồi thì bạn bè họ hàng cũng từ xa chạy đến thăm viếng. Cả người vợ bạc tình xưa cũng xin trở về. Đăng Chỉ rất buồn chuyện đời. Những đau khổ vừa qua đã làm cho cậu tỉnh ngộ phần nào, rằng thế gian là vô thường, tiền tài không thật có, nên cậu cũng không còn tham luyến nữa. Bèn đem số tiền ấy đi làm việc thiện, cứu giúp người nghèo. Cậu cũng nhìn thấu rõ bản chất của ngũ dục, nên xả bỏ tất cả, xuất gia đi theo Đức Phật, tinh tiến tu tập, chứng đắc được quả A-la-hán ngay trong đời. Mọi người thấy cuộc đời Đăng Chỉ lạ lùng như thế, nên mới tìm đến Đức Phật xin thỉnh giáo. Đức Thế Tôn từ bi điền kể lại nhân duyên đời trước cho mọi người được rõ. Nguyên do là ngày xưa Đăng Chỉ sinh ở nước Ba La Nại, giàu sang phú quý, nhà lại ở ngay sát một ngôi chùa. Mỗi sáng sớm, cậu đều vào điện thờ Tam Bảo mà cung kính lễ bái thánh tượng của Như Lai. Có một hôm, cậu thấy một ngón tay của bức tượng bị gãy, bèn phát tâm gắn lại một ngón tay mới có sắc vàng. Nhờ công đức ấy nên đời đời sinh ra trong nhà giàu sang và ngón tay phát ra ánh sáng. Nhưng tại sao có một lúc trong đời lại nghèo khổ như thế? Đó là vì lúc trẻ được cha mẹ hết mực cưng chiều, ai cũng phải nghe lời cậu, nên cậu trở nên kiêu căng. Có một lần đi chơi về khuya, cửa nhà đã đóng, cậu kêu cửa thật lâu, mẹ cậu mới ra mở cửa. Cậu bèn giận dữ mắng mẹ rằng: "Bộ người trong nhà chết hết rồi sao mà gọi cửa cả đêm không ai biết?" Ác duyên ấy đã làm cho đời nay Đăng Chỉ sớm mất cha mẹ, rồi thì lưu lạc thành kẻ ăn xin và phải phát tử thi mướn. Lại một đời nọ, Đăng Chỉ sinh ra trong nhà giàu sang, kính tính Tam Bảo. Có một lần, sau khi nghe thuyết giảng giáo pháp nên hiểu được sự vô thường và đau khổ của kiếp người, liền cảm thán nói rằng: "Sự giàu sang của đời người chỉ thoáng qua trong chốc lát. Dù ta có hưởng thụ dục lạc đến hết đời này thì cuối cùng cũng phải chấm dứt, chẳng mang theo được gì, đời sau đã không khỏi phải khổ trong lục đạo." Nói vậy, liền cương quyết xuất gia tu tập.
Nhờ nhân duyên đó nên đời này được gặp Phật, sớm chứng được thánh quả. Đức Phật kể nhân duyên này xong, còn nói với đại chúng rằng: thế gian khổ, không vô thường, không có gì là không hoại diệt. Ta mong các con hiểu rõ điều ấy, đừng chỉ sợ khổ báo mà không sợ tạo nhân ác. Vô thường là định luật chi phối tất cả sự vật từ thân, tâm cho đến mọi hoàn cảnh. Hiểu lý vô thường, chúng ta sẽ có một phương thuốc thần diệu để trừ bệnh tham ái, mê mờ. Chúng ta đã đau khổ về màu sắc tốt xấu, vì tiếng dở hay, vì mùi vị ngọt bùi cay đắng, vì vật thích thân vừa ý. Nay chúng ta uống thuốc giáo lý vô thường để trừ bệnh tham ái và tiến tới sự an tĩnh của tâm hồn. Biết được vô thường, con người dễ giữ được bình tĩnh, thản nhiên trước cảnh đổi thay bất ngờ và có thể lạnh lùng trước cảnh ân ái chia ly. Biết vô thường, con người dám hy sinh tài sản, sinh mạng để làm việc nghĩa. Biết vô thường, con người mới chán ngán với những thú vui tạm bợ, giả dối và sáng suốt đi tìm những cái vui chân thật thường còn. Vì thật ra, cái vui chân thật thường còn, cái tánh chân thường vẫn có, nhưng nó nằm bên trong cái lớp giả tạm nên chúng ta không thấy được. Khi chúng ta đã cương quyết gọt bỏ cái giả dối ấy, thì tất nhiên cái giá trị chân thật, hạnh phúc chân chánh, cái Phật tánh sáng suốt chắc thật muôn đời sẽ hiện ra. 5. Đã hiểu vô thường sao còn phiền não? Chúng ta đến với cuộc đời này có hai bàn tay trắng, mà rời khỏi thế gian cũng trắng hai bàn tay, mang theo được gì? Cuộc sống là vô thường, vậy sao bạn còn phiền não? Đời này chúng ta tranh đấu là vì điều gì? Tất bật lo toan, bon chen cuộc sống, cầu mong tiền tài, vật chất, danh vọng. Chúng ta yêu thương cuồng nhiệt, hờn ghen, oán giận, đến mức tự làm hại bản thân và người khác, cuối cùng là vì điều gì? Kiếp người thật ngắn ngủi, vô thường mọi sự đều thay đổi từ vật chất đến tinh thần. Sau chuỗi thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua, cho đến khi tử thần gõ cửa ra đi, để lại kẻ khóc tiễn người đi nghìn thu vĩnh biệt. Thật vậy, cái thân con người chẳng khác nào tuyết gá cành cây, xương đầu ngọn cỏ, mới thấy đó rồi lại mất đó. Hiểu được những điều trên, Thái tử Tất Đạt Đa nghiệm thấy thân này là tứ khổ, nên Ngài xuất gia đắc đạo hiệu là Thích Ca Mâu Ni, đem giáo pháp cứu độ chúng sanh, đưa họ vào cõi Niết Bàn bất sanh bất diệt. Thưa quý vị, cái thân của ta có gì là thật đâu? Tất cả không ai thoát khỏi cảnh sinh lão bệnh tử, thế nhưng chúng ta vẫn không thoát ra khỏi những phiền não. Vậy vì sao lại vậy? Có nhiều người nhận ra và chia sẻ rằng, dù họ đã biết và thấu hiểu được quy luật vô thường trong cuộc sống, nhưng vẫn không sao thoát khỏi những phiền não, buồn phiền, lo lắng thường ngày. Điều này khiến cho họ rất khổ tâm và mệt mỏi. Từ những ý kiến như vậy, khiến chúng ta nhìn ra vấn đề đó là giữa cái đã biết và sao còn là cả một quá trình dài. Nếu đã biết mà không sửa đổi và không tìm ra phương hướng để khắc phục, thì phiền não vẫn còn hoài, không bao giờ đổi thay. Điều này chúng ta có thể thấy ở chi tiết. Đức Phật cũng thế, khi dạo quanh bốn cửa thành, Ngài đã hiểu được sự vô thường khi thấy cảnh khổ đau bệnh tật và cái chết. Đức Phật thấy, biết và hiểu, nhưng nếu để những cái biết đó nằm yên, không tìm ra con đường thoát khổ, thì làm sao hết khổ được? Chúng ta phải nhìn nhận vấn đề này. Giữa cái biết và sao còn là khoảng cách rất dài. Cuộc đời Đức Phật đã chứng minh được, để xóa đi phiền não mà Ngài đã biết, Đức Phật đã đánh đổi mọi quyền lợi trong tay, ròng rã suốt 6 năm trong rừng già, và sau 49 ngày thiền định mới thật sự loại sạch phiền não. Cho nên, biết là một vấn đề, và làm sao dứt phiền não là một vấn đề khác.
Cái biết không giải quyết được điều gì nếu chúng ta không đứng lên và hành động, thì cho dù biết nó lâu dài đến đâu thì vẫn không thay đổi được gì cả. Đã biết vô thường sao còn phiền não? Chúng ta phải nhận diện được chữ biết này. Biết không phải là thấy rồi biết, mà phải có sự cảm nhận, đặt trí tuệ vào đó để biết sự thật và mong muốn khắc phục cái biết đó. Biết chính là tri. Tri được tạo từ cái biết bằng tuệ giác, bằng chánh niệm, và phải hành trì cái biết đó. Hòa thượng Thích Thanh Từ có dạy rằng: biết vọng không theo. Vọng chính là những ý niệm mang tính vô thường, có đó mất đó. Nên khi nhận định được tính giả tạm của ý niệm mà không theo nghĩa, là không để tâm cho nó dẫn dắt rồi sinh ra sự ảo tưởng xa vời với thực tế. Nên khi nhận định được tính giả tạm của ý niệm mà không theo, nghĩa là không để tâm cho nó dẫn dắt rồi sinh ra sự ảo tưởng xa vời với thực tế.